Cùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau Ở trên bản điểm tiên tuần Ở trên kênh chứng khoán chiến binh Trên từng con sóng cũng như trên kênh hình lê chứng khoán Thì như anh chị em nhà đầu tư chúng ta đã quá quen thuộc rồi Một tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin ở Phân tích bộ ba tham số chung Và sau đó chúng ta sẽ đi phân tích một số danh mục Các mã cổ phiếu rất là cơ bản các anh chị nhé Và những cái danh mục đó là những cái mã cổ phiếu Mà đã cố gắng lọc ra À, trong những cái góc nhìn của cá nhân hùng lê để làm sao đó chúng ta thấy rằng là những cái mã cổ phiếu đó nó tốt nhất và nó tối yêu nhất ở trên ở thị trường đúng không ạ rồi và hàng ngày thì chúng ta sẽ có một bản tin à, phân tích bộ ba tham số chung của thị trường thì như các anh chị cũng nắm được rồi à, bản tin này thì hùng sẽ up lên ở trên kênh hùng lê chứng khoán và cứ kết thúc một phiên giao dịch thì hùng sẽ có một bản tin như vậy để chúng ta tổng hợp lại à, các cái tín hiệu giao dịch kỹ thuật ở trong phiên và thị trường của chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn biến động. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ cần phải có à, cái sự triển khai à, tất cả những ý tưởng ở trên bản tin phân tích tuần thì chúng ta sẽ cụ thể hóa vào từng phiên giao dịch, các anh chị từng phiên giao dịch. Và khi như vậy thì chúng ta sẽ à, sẽ sẽ cập nhật được à, cái xu hướng của thị trường và khi chúng ta cập nhật được đúng, trúng đủ xu hướng của thị trường á thì cái tỷ lệ xác suất thành công của chúng ta sẽ rất là cao. Nó so với cái câu chuyện là chúng ta không định không định hình được, không định vị được là chúng ta đang ở đâu. Vậy thì chúng ta có hai À, hai cái kênh chính các anh chị lưu ý hai kênh chính với hai công dụng và hai chức năng khác nhau đó một kênh là chúng ta view ở trên bản tin tuần và một kênh là chúng ta view ở trên bản tin ngày đó và đương nhiên rồi chúng ta có những cái mã cổ phiếu tốt tích cực thì như vậy là mình sẽ dành thời gian để nhấn mạnh uh, với các anh chị em nhà đầu tư để chúng ta nốt lại chúng ta lưu ý lại thì uh, như vậy là chúng ta sẽ bước vào tuần giao dịch từ ngày 10 đến ngày 11, ngày 14 tháng 6 thì phần 1 của video chúng ta sẽ phân tích bộ ba tham số chung thị trường chỉ số VN30, phái sinh và VN Index. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi vào phân tích danh mục cổ phiếu tiềm năng gồm có mã cổ phiếu trụ, bất động sản, khu công nghiệp, nhóm thép, bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán. Còn thời gian thì có thể chúng ta sẽ tổng hợp lại một số các cái tin tức quan trọng. Thì như chúng ta đã chia sẻ rồi, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ rất là happy tất cả những cái gì mà chúng ta chia sẻ trên video. Uh, nó mang quan điểm cá nhân của ông Lê Và lưu ý đối với anh chị em nhà đầu tư Chúng ta cân nhắc trước khi xem và Chúng ta áp dụng uh, Chúng ta bây giờ thời buổi uh, công nghệ 4.0 Và chúng ta có rất nhiều các cái nguồn thông tin Ở trên mạng Đó thì chúng ta cố gắng làm sao đó Chúng ta tổng hợp lại Và từ đó thì chúng ta đưa vào Cái quyết định đầu tư Làm sao cho nó đứng đắn Được không các anh chị Đó Và với góc độ mà ông chia sẻ như vậy Thì như vậy là ông mong muốn Các anh chị em nhà đầu tư uh, Chúng ta sẽ có một cái hành trình đi dài, đi chắc, đi xa và đi bền ở trên thị trường. Và làm thế nào mà để chúng ta đi dài, đi chắc, đi xa, đi bền được ở trên thị trường thì chúng ta cần có những cái uh, nguyên tắc, uh, chúng ta cần có những cái sự kinh nghiệm, trải nghiệm ở trên ở thị trường này. Chứ không ai nói tài nói giỏi được hết, các anh chị nhé. Trên thị trường chứng khoán thì không ai nói tài nói giỏi được hết và chúng ta cố gắng hạn chế sai số cố gắng anh chị nhé cố gắng chứ không phải là tuyệt đối hạn chế sai số đấy nhỉ cố gắng hạn chế sai số và chúng ta tăng cái tỷ lệ gì à, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta ở trên thị trường đó chứ còn không có cái gì là tuyệt đối hết á và mọi cái sự phân tích thì nó đều mang tính chất tương đối và khi mà chúng ta cố gắng phân tích được gần sát gần sát cái anh chị nhỉ? gần sát xu hướng thị trường như vậy là chúng ta đã tránh được rất nhiều cái sự rủi ro ở phía trước đúng không ạ rồi một vài các cái ý chia sẻ như vậy để anh chị em của chúng ta là chúng ta rất là happy đúng không ạ đúng không đấy cuối tuần là chúng ta nghỉ giao dịch uh, ra quán cà phê uh, uống một cốc cà phê xong đấy là ngồi uh, nghe review bản tin tuần của cá nhân đồng lê đó cũng là một cách để có và rất nhiều anh chị em là như thế có bảo là anh ấy cuối tuần là em lại chờ cái bản tin của anh để để em ngồi em xem rất ok và đấy là những cái phản hồi rất là happy đúng không ạ và tất cả những cái gì muốn chia sẻ thì đều là rất là thật tâm chứ không có cái gì gọi là lùa gà lùa vịt cả các anh chị nhá. Đấy, tránh những cái câu chuyện như thế và và thực tế thì các anh chị bây giờ chúng ta đã có trên kênh YouTube là chúng ta đã có đến là 350 bản tin tuần các anh chị 350 video rồi đây. À, chúng ta đã có 350 video và từ năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại là cũng gần 6 7 năm, 6 năm đúng không ạ? Đó, vậy thì à, qua cái câu chuyện là 6 7 năm đó thì các anh chị cũng có thể xem lại những cái gì mình đã chia sẻ trong quá khứ để chúng ta nắm được cái tinh thần đó và khi chúng ta vui vẻ chúng ta happy rồi và chúng ta thấy rằng là à mọi thứ nó rất là ok rồi thì như vậy là chúng ta bắt tay vào công việc các anh chị nhé và uh, với thị trường chứng khoán thì chúng ta phải thực thực chiến chứ còn lại là tất cả những cái gì nó trên lý thuyết thì nó vẫn mãi mãi là lý thuyết thôi đó rồi ở phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính của bản tin các anh chị nhé <laughs> chỉ số VN Index tuần từ phiên giao dịch ngày 3 đến ngày 7 tháng 6 thì ở đây chúng ta đang view ở trên trạc kỹ thuật giờ thì như chúng ta cũng đã có những cái sự phân tích ngay vào phiên giao dịch của ngày 3. Chúng ta dự báo là chỉ số VN sẽ có gáp tăng đẩy lên trên vùng 1270 và sau đó sẽ lấp gáp đúng không ạ? À các cái điểm lấp gáp thì như chúng ta đã có phân tích ở vùng 1257 đến vùng 1260. Bước vào phiên giao dịch ngày 3 thì như vậy là chỉ số VNI đã có gáp tăng rất mạnh ngay từ đầu và từ đó thì chúng ta bắt đầu xây dựng các cái target kỹ thuật của VNI về vùng 1280, sau đó thì tiếp tục công vùng cảng kỹ thuật 1290 đến vùng 1295 và trong tuần vừa qua thì cái điểm mắc đâu đó chỉ số VNI đã đạt lên được khoảng quanh vùng 1293 điểm và tại vùng 1293 thì chỉ số VNI của chúng ta đang có cái diện có cái quá trình tích lũy, à, quá trình tích lũy tạo nền ở đây Thế thì... À, bước vào phiên giao dịch của ngày 7 tháng 6 thì Nhung đã có phân tích dự báo ở đây VN Index sẽ có gáp tăng đẩy lên khoảng quanh vùng 1288 đến vùng 1290 Và các anh chị nhìn thấy cây nến giờ đầu phiên thì như vậy là VN của chúng ta tiếp tục đẩy lên ở vùng 1293 điểm và sau đó nó đi lấp cap à, Rất may, rất may đó là cây nến giờ kết thúc phiên thì có thời điểm là VN của chúng ta mất vùng 1285 nhưng kịp thời lấy lại một cây nến giờ và lấy lại được trên ở vùng 1285 điểm, đóng cửa vùng 1287.5. Đây là một cây nến giờ tích cực để giúp cho chỉ số VNI của chúng ta cũng có một cái lực tăng nhẹ ở trong phiên giao dịch ngày 7 tháng 6. Và với đà là tích cực hiện tại như thế này thì tiếp tục dự báo chỉ số VN của chúng ta sẽ tiếp tục có cái hành trình gáp tăng và cái gáp tăng đó nó sẽ đẩy lên ở khoảng quanh vùng 1290 đến khoảng quanh vùng 1293. Rồi và sau gắt tăng đó thì chúng ta kỳ vọng điều gì? kỳ vọng VNI sẽ lấp lại ở trên vùng 1.280 điểm và điểm sâu hơn sẽ là vùng quanh vùng 1.275 đến vùng 1.277 điểm ở đây. Test tỷ lệ thành công, test tỷ lệ thành công và đảo Long thì như vậy là cái xu hướng của thị trường của chúng ta khá là khỏe. Còn trong trường hợp yếu hơn thì nó có thể có một cái điểm ở đây các chị nhé, gọi là điểm chạm kênh xu hướng. thì có thể cái điểm này chúng ta sẽ tính toán thêm trong trường hợp nếu VNI của chúng ta mất vùng 1 thì cái đó chúng ta mới tính toán đến vùng 1268 đến vùng 1270 270 và kể cả là trong trường hợp nếu VNI uh, chạm kênh xu hướng và kéo lên thì đó cũng là một cái xu hướng tích cực của thị trường. Và trong ngắn hạn thì uh, cá nhân ông Lê kỳ vọng là VNI chúng ta sẽ tiếp tục được đẩy lên uh, một cái vùng cao mới đó là vùng 1300 đến vùng 1305. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn uh, sang chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua từ phiên giao dịch ngày 3 đến ngày 7 uh, tháng 6 thì hàng ngày thì ông đã có những bản tin phân tích khá là chi tiết. Và trên bản tin tuần thì chúng ta có nói đến câu chuyện là VNI, VN30 sẽ có gáp tăng đẩy lên trên vùng 1283 đến vùng 1285 Thì cây nến giờ của phiên giao dịch ngày 3 thì VN30 chúng ta đã vượt lên trên vùng 1285 Và thôi chúng ta xây dựng các target kỹ thuật của VN30 lên vùng 1295, 1305 Và cái cản kỹ thuật mà chúng ta có nhắc đến, có đề cập đến trong các bản tin gần đây đó là vùng 1315 Thì trong phiên giao dịch của ngày hôm nay Đấy anh chị trong phiên giao dịch của ngày hôm nay xí soát một tí nữa thôi VN30 chúng ta tí tẹo nữa thôi Vùng đã đạt đến vùng 1314.57.6 chấm, chấm 6. Tức là nó chỉ còn 0.4 điểm nữa thôi Là nó đạt đến cái target cái thuật mùng đã phân tích ở đây Ok như vậy là cũng rất là sát các anh chị nha rồi và sau gáp tăng của phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là VN30 chúng ta lấp cáp và cũng rất là may mắn khi cây đến giờ kết thúc phiên chỉ số VN30 có thời điểm bị mất ở vùng 1305 nhưng đã vượt lại và đóng cửa ở vùng 1308 như vậy là khá là tích cực với đà như vậy thì chúng ta sẽ dự báo VN30 sẽ tiếp tục tạo gáp tăng lên khoảng quanh vùng 1313 đến vùng 1315 rồi, sau đó thì nó sẽ đi lấp cấp, lấp gáp và cái điểm lấp gáp kỳ vọng đối với chỉ số VN30 chúng ta sẽ hướng đến vùng 1295 đến vùng 1300 điểm và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1290 và các anh chị nhìn thấy cái hình đường lai ngang hùng vẽ màu tím và vùng có ghi là 1290 là điểm tỳ bật. Thế thì cái câu chuyện là tuần tới các anh chị thì chúng ta tập trung chúng ta theo dõi cái đường đi của chỉ số VN30. Bởi vì cái đường đi của chỉ số VN30 nó sẽ quyết định cục diện của thị trường. Vòng sẽ phân tích cho các anh chị ở bên đây, trên biểu đồ VN30 các anh chị nha Thế nên các anh chị chú ý này ở đây chúng ta zoom nhỏ lại một tí Đây và sau khi mà chỉ số VN30 chúng ta đạt được mắc cái target ở khoảng quanh vùng A20 thì nó cũng nhịp chỉnh Đó và nhịp chỉnh này thì nó có một cái hình ở đây là hình lá cờ các anh chị à, Hình lá cờ ở đây Đó chúng ta có một cái lá cờ ở đây đúng không ạ Và cái cán cờ của nó đây này anh chị Đây là một cái cán cờ các anh chị nhìn thấy đây là một cái cán cờ đúng không ạ? Cái cán cờ này nó có một cái điểm mút ở khoảng quanh vùng 180 và đây cái tay cầm của của cán cờ và đây là cái hình lá cờ các anh chị đó. hai cái đường đỏ đây anh chị đây nhá đây là cái hình lá cờ đó vậy thì sau cái hình lá cờ đó thì chúng ta để ý thấy nhá vn30 đã có một cái điểm à, trong tuần này nó có một cái điểm xử lý kỹ thuật vượt lên trên vùng 1290 với một cây nến giờ à, tích cực ở ngay à, ngay cái phiên giao dịch ngày ba đúng không ạ và tuần này đây là tuần này nó thể hiện một cái điểm bứt 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 phá kênh ở đây đó và sau cái điểm bứt phá kênh tức là nó vượt lên trên cái biên trên của lá cờ và sau đó nó có một lực kéo nhẹ về đâu đó được đến khoảng vùng 1313 gì đây này à, suy soát 1315 đúng không ạ thì nó sẽ có cái điểm tỳ bật đó và cái điểm tỳ bật đây các anh chị test lại lá cờ tức là vùng 1290 vùng 295 và vùng 1 trăm điểm ở đây chúng ta chỉ cần theo dõi cái động thái của chỉ số VN30 đó, thì chúng ta sẽ nắm được cái đường đi nước bước của tạo lập và uh, và vào đối với những anh chị em nhà đầu tư mà khi đã về đến với team của cá nhân đồng lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps ấy, thì uh, chúng ta sẽ được cập nhật rất sát các anh chị ở uh, những cái điểm mang tính bước ngoặt các anh chị những cái điểm bằng ngoa mang tính bước ngoặt đó là những cái điểm hết sức là quan trọng và rất nhiều anh chị em nhà đầu tư là họ không, không không có nắm được những cái điểm này đó nó rất là nhạy cảm thôi nhưng mà qua cái cách view như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là, à như vậy cái vùng 1290 uh, nó sẽ trở thành một cái điểm tỷ bật cực kỳ quan trọng các anh chị cực kỳ quan trọng trong tuần xu hướng tuần mới và trong trường hợp mà nó test tích lũy thành công ở loanh quanh cái điểm này và sau đó nó đảo long thì như vậy là xác uh, suất là VN30 ta ở công về cái vùng 1340 nó là rất là cao. Vậy thì đấy sẽ là một trong những cái 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 xu hướng quan trọng của thị trường ở trong tuần mới. Nhưng uh, trước mắt khi mà về đến cái vùng 340 thì chúng ta sẽ nói đến cái vùng ở đây các anh chị nhá, vùng 1320 đến vùng 1322. Vì sao? Vì quan điểm của cá nhân Hùng Lê là chúng ta không có nói cái gì nó ở trên trời trên đất, đúng không ạ? và chúng ta căn cứ tín hiệu ví dụ trong trường hợp nếu vn30 chúng ta bứt được qua vùng 1320 sau nó test lại vùng mươi không thủng đúng không ạ hoặc ít nhất là nó sẽ có cái đường đi kiểu kiểu dạng dạng như là nó bứt qua đó và sau đó thì nó test nhẹ lại vùng năm rồi nó đảo lo đó đấy thì cái điểm này các anh chị điểm này mới là điểm vàng điểm này mới là điểm vàng để chúng ta dự <laughs> báo xu hướng tiếp chỉ số vn30 sẽ hướng vùng 1330 và sau đó thì 1335 đến vùng 1340 đó cái cách thức nó là như vậy và chúng ta không có cái gì là chúng ta vội vàng cả các anh chị nhá rồi Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh và Hùng nhìn nhận diện thấy là cái bức tranh của phá sinh ở trong tuần vừa qua khá là đẹp. Rất đẹp anh chị. Và ngay ở phiên giao dịch ngày 3 thì như Hùng đã có phân tích rồi, dự báo phái sinh tạo gáp tăng và sau đó sẽ công về cái vùng gáp thuận 1278 vùng 280 và phái sinh trong phiên giao dịch ngày 3 thì đã mở gáp tăng vượt vùng 1278 1280 và sau đó thì chúng ta lần lượt À, hướng ta ghét cái thuật về vùng 1300 đấy khi là 1300 thì chúng ta có những điểm test kỹ thuật cái anh chị này 1290 đúng không ạ và Đặc biệt là trong tuần vừa qua thì cái biên 1290 đến vùng 1295 đã trở thành một cái điểm hỗ trợ à, rất là đắc lực à, để giúp cho à, thị trường cơ sở của chúng ta ổn định các anh chị. Và nhìn bức tranh của phá sinh như thế này thì khá là đẹp. Chỉ cần có một cái thông tin tốt thôi, tích cực thôi và có thể là à, tạo lập họ sẽ đưa đẩy phá sinh. Các anh chị à, nó sẽ test lại, à, tuần tới nó sẽ test lại đẹp thì nó sẽ test vùng 1295 đến vùng 1003 Yếu yếu hơn thì quanh vùng 1290 nó cũng song trùng với cái câu chuyện là à chỉ số VN30 có cái điểm tỷ bật ở khoảng quanh vùng 1290 các anh chị nhé Khá là đẹp. Thế thì uh, trong trường hợp tích lũy ý thành công như thế này rồi thì target ở đây thôi, chắc chắn rồi vùng 1320 và xa xa hơn thì chúng ta sẽ hướng phải sinh về quanh vùng 1325 và đó là một vài uh, các cái góc nhìn liên quan đến uh, xu hướng thị trường bộ ba tham độ chung. Và trong cái quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư thì các anh chị yên tâm là chúng ta sẽ có thêm ở những cái bản tin hàng ngày để chúng ta bổ trợ để chúng ta xem thử à như vậy với cái cách thức mà chúng ta phân tích như vậy thì nó đúng hay nó sai ờ, nó có vấn đề gì nữa không cần bổ sung không vân 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 thì đó là cái cách tiếp cận của nhà đồng lê và tất cả mọi cái sự phân tích thì nó dựa trên cái logic về cái sự vận hành của dòng tiền thông minh ở trên thị trường và chúng ta sẽ phân tích um, khá là sát các anh chị nhìn thấy các cái chân sóng mà hùng phân tích nó khá là sớm ở trên thị trường thì các anh chị có thể uh, xem lại các cái video clip ở trong quá khứ để chúng ta kiểm định lại ở trong hiện tại và chúng ta sẽ hướng về tương lai ok Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view danh mục cổ phiếu tiềm năng. Về đúc gờ, trong tuần thì chúng ta có dự báo ở vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 62 và tiếp tục công vùng cản 65. Có thông tin là chủ tịch tài bán 2 triệu cổ phiếu nhưng uh, đó là thông tin khiến cho cổ phiếu nó có cái nhịp rơi. Nhưng mà khả năng thì với MVDUG hiện tại thì nó cũng vào cái guồng quay rồi. Cho nên là với việc mà chủ tịch bán 2 triệu thì nó cũng không phải là quá là lớn so với cái quy mô của MVDUG thì ở đây chúng ta thấy rằng là sau khi mà công lên được vùng 64 tức là cản ở đây các anh chị tuần trước thì nó cũng lên được vùng 64 65 là cản mà vùng này thì nó cũng lên được 64 thì nó đang có một cái điểm tích lũy ở đây 61.5 đến vùng 62 theo quan điểm của vùng là khá là đẹp và tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm trong trường hợp chúng ta xuất hiện một cây đến giờ và giá của cổ phiếu vượt vùng 62.5 cộng với lực cầu xác nhận thì rất có thể là gì à, nhịp này thì chúng ta lại tiếp tục hướng thôi vùng 65 xa hơn thì là vùng 67 Masan là một mã cổ phiếu khuyến nghị uh... Trong team của ông Lê thì hiện tại là các anh chị em cũng đang cầm tương đối rồi Trong tuần thì dự báo vùng 75, 75.5 đúng không ạ Và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì sẽ công cản 78 này Hướng vùng 80 và xa hơn nữa là vùng 81 Thì trong tuần vừa qua là 78 là ok rồi Suy soát lên đến vùng 79.5 Và sau đó thì hiện tại thì bây giờ MSN đang có một cái điểm chỉnh chỉnh ở đây như vậy là vùng 77 đến khoảng vùng 77.5 kỳ vọng một trong tuần tới Masan sẽ tích lũy thành công vùng này và target thì vẫn như vậy thôi mục tiêu trong ngắn hạn là vùng 80 81 ở à, xin lỗi cả nhà vùng 80 82 tức là vươn lại cái vùng đỉnh cũ bản Việt cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư và những cái điểm mua thì nó khá là sớm các anh chị và đến thời điểm hiện tại thì bản Việt cũng bắt đầu ở hướng lên những cái vùng target kỹ thuật rất là cao rồi thì trong tuần chúng ta có dự kiến, à, tuần trước này nó có điểm test kỹ thuật 4, -4, 4 5 và tuần này cũng như vậy thôi. Và mục tiêu thì công cản 47 xa hơn là vùng 49 và trong tuần vừa qua thì nó lên được khoảng quanh vùng 48.2, 48.3 đây. Nó đang quay lại một nhịp chỉnh cung. Thì điểm chỉnh cung này theo quan điểm kỹ thuật của Hùng thì nó vẫn khá là ok thôi. Ở đây thì chúng ta có điểm 45.5 đến khoảng quanh vùng 16, test chứng nhận thành công. Mục tiêu vẫn là hướng vùng cản 49. Khỏe khoắn hơn thì chúng ta sẽ dự báo ở khoảng quanh vùng 50. Vinamilk trụ Vinamilk là trụ mà chưa chạy thôi, chỉ có trụ Vinamilk và trong tuần vừa qua thì Vinamilk cũng bắt đầu diện hành trình tích cực đấy các anh chị đó rồi và các cái điểm thu gom của Vinamilk quanh vùng 65.5, 65, à 65 à hiện tại thì nó và quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật 65.8 thì hiện tại chúng ta cũng bắt đầu có những cái thành quả nhất định đúng không ạ? Dự kiến công lại vùng 67 thì như vậy là cây đến giờ trong phiên giao dịch ngày năm là như vậy đã vượt lên vùng 67 và vùng 67.5 ở đây. Và sau cái điểm kéo như vậy á thì như vậy ở đây thì các anh chị để ý thấy rằng là sau điểm kéo kỹ thuật như vậy thì uh, Vinamilk lại bắt đầu quay trở về test cung và bản thân thì cây uh, các cái cây nến uh, M5 ở trong phiên giao dịch của ngày 7 tháng 6 khá là tích cực. Dự báo với cách như thế này thì tuần tới vùng 6767.5 sẽ tiếp tục trở thành biên hỗ trợ kỹ thuật. Tức là bên này là vùng cản thì nó quay trở lại nó test cản. Và mục tiêu uh, ngắn hạn Vinamilk sẽ hướng về vùng 70. Cổ phiếu gì thì um, chúng ta cũng đã có một cái hành trình phân tích rất là dài rồi, đúng không ạ? Vùng 63 63.5 là vùng cản này, tuần phiên giao dịch 29 này thì uh, 29 tháng 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 5 này rồi tuần này thì lại tiếp tục đây các anh chị vùng 63 63.5 và hiện tại thì uh, G chưa bứt được qua cái vùng cản này và nó đang quay trở lại test cung kỹ thuật như vậy vùng 61 61.5. Đây các anh chị ở đây nó có điểm tích lũy 61 61.5 thì tuần này cũng như vậy thôi. Dự báo đây sẽ là cái điểm tích lũy và tích lũy thành công ở điểm này. Tiếp tục đảo long thì target kỹ thuật lại hướng về 63 63.5, 63, điểm xa hơn sẽ là vùng 65. Nhóm ngành mồng sẽ đi phân tích tiếp theo, đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp cổ phiếu ITA sau một nhịp và đẩy khá tốt ở phiên 27 tháng 5 thì sau đó thì ITA gần như là đang bắt đầu quay trở lại vùng tích lũy và như cũng đã có phân tích ở đây đó là vùng tích lũy 5.5.55 đến khoảng vùng 5.6 tuần này đây nó tích lũy đây và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì cả kỹ thuật 5.8 và xa hơn nữa vùng 6 tuần này thì suýt soát đạt 5.8 và bây giờ nó đã quay trở lại nó test tích lũy thì chúng ta chờ, chờ đợi thêm kbc là một mã cổ phiếu uh, mid cup và được khuyến nghị đầu tư và hiện tại thì trong team của cá nhân hùng lê thì cũng đang nắm tương đối uh, cái vị thế của ks uh, kbc thì đối với mã cổ phiếu kbc thì cái tính tạo lập theo quan điểm hùng là nó cũng khá là đẹp và uh, nó đánh nó đánh khá là thoát sóng tức là uh, có những nhịp long này sọt này đó và ví dụ như chúng ta phân tích cái vùng 30.8 đến vùng 31 các anh chị vào vị thế cũng đã gom đúng không ạ và tuần này thì target mục tiêu ở vùng 32.5 đến vùng 33 thì đạt vùng 32.5 này. Đây 32.5 này. Đó. Vậy thì trong trường hợp ví dụ chúng ta thu gom ở vùng 30.8 đến vùng 31 đi và 32.5 thì chúng ta được 2.500 rưỡi một cổ phiếu lướt lát như thế là đẹp rồi. Đó, và tuần này nó lại về vùng 31.2. 31.5 cả năm tuần tới tích lũy vùng này và mục tiêu trong ngắn hạn thì vẫn như vậy thôi và chờ đợi chúng ta chờ đợi một cái tín hiệu là cổ phiếu KBC bớt vùng 33 thì khi đó cũng sẽ phân tích các cái chỉ dẫn tiếp theo cổ phiếu SZC. Đây cũng là một mã cổ phiếu cơ bản tốt và đây test cung trong tuần thì cũng có phân tích vùng 42 42.4. Cả kỹ thuật ở đây là vùng 43.5 thì tuần này nó đã vượt lên trên vùng 43.5, tuy nhiên là nó không bứt lên được đến vùng 4.5 và nó lại quay trở về. Vùng hỗ trợ nền là vùng 42, như vậy tuần tới các anh chị lưu ý chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng 42. Trong trường hợp thủng 42 thì chúng ta sẽ hướng về vùng 41 41.3 ở đây. Rồi khả năng cổ phiếu mới đảo long còn trong trường hợp nó tích lũy thành công ở vùng này và đảo long luôn thì như vậy là ở trong ngắn hạn đối với đối với SSC thì cái việc mà SSC quay lại ở vùng 4 4.5 hoặc là vùng 4 5. 5 nó là khả thi thôi bởi vì đây cũng mã cổ phiếu khá là tích cực của nhóm ngành bất động sản công nghiệp. Cổ phiếu IDC. IDC là trong tuần các anh chị nhá, chúng ta lưu ý này, phiên 3 tháng 6 chúng ta chia cổ tức 2.000 một cổ phiếu. Cho nên là ví dụ như trong tuần trước mình phân tích ở vùng 66 thì bây giờ nó rơi về vùng 64 anh chị phải hiểu bản chất nó là như vậy không không để bảo ờ ừ, ông này ông nói phép kiểu gì sau tuần trước ông xây dựng target lên vùng 66 mà tuần này nó rơi tõm xuống vùng 64 ông ấy vẫn nói được đó cái câu chuyện là như vậy chúng ta phải hiểu về bản chất cổ tức chia bao nhiêu thì giá trị của cổ phiếu nó sẽ tụt bấy nhiêu anh chị lưu ý như vậy chia bằng tiền và chia cổ phiếu nó đều như vậy hết á, đó. đó thì uh, trước chia thì chúng ta phân tích cái điểm mà 65 66 thì bây giờ nó sẽ trở thành cái điểm 63.5 đó và 63.5 64 đây này thì trong tuần này là về cơ bản là gì nó đạt được cái ta cái kỹ thuật cái gì nhá và từ đây thì nó chỉnh cung và ở đây thì nó có một cái kênh xu hướng khá đẹp ở đấy thì quanh vùng 61.5 khả năng tuần tới nó sẽ tích lũy quanh vùng này mục tiêu thì lại quay về vùng 64 thôi và ở đây thì nó đang đánh gọi là gì dí chắc dí thì các anh chị đang cầm hàng thì chúng ta có thể gì lướt ở trong biên ngắn hỗ trợ thì cánh mua và cản thì cánh bán và đâu là cản đâu là hỗ trợ thì như vậy ông đã chỉ cho các anh chị rất là chi tiết rồi đấy đối với mã cổ phiếu VGC trong tuần chúng ta dự báo chỉnh cung kỹ thuật vùng 54.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 54 53 cản kỹ thuật vùng 56 xa hơn sẽ là vùng 57 57 5 và trên thực tế thì nó lên được vùng 56 cộng và nó bắt đầu nó chỉnh cung như vậy là nó lại về đây các anh chị đấy, đấy thấy chưa đấy, thế thì cái vùng hỗ trợ đây đây là vùng hỗ trợ này đây là vùng cản vùng cản này đừng có đừng có cân nữa và vùng hỗ trợ này cân được này ví dụ như các anh chị mà đặt điểm này là ăn rồi này Đấy, ví dụ các anh chị đạt điểm 54, 54.2 là ăn rồi đấy. Đấy, ăn đúng cái điểm hỗ trợ luôn. Tức là đúng cái điểm này. Đấy, và sau đó thì còn nó có những điểm buôn lên ở khoảng quanh vùng 55, 56 đây. Đó. Thế thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục dự báo ở vùng 54, 54.3, 54.5. Đấy, ta thành công. Ta ghét mục tiêu thì vẫn như vậy thôi. 56, 57, 57.5. Tip cũng là một cái mã cổ phiếu ở trong nhóm ngành bất động sản mà bất động sản khu, công nghiệp ông lọc ra để phân tích cho các anh chị bởi vì đường đi của con tip này nó cũng khá là thoát và khi chúng ta cầm các cái vị thế thì hoàn toàn chúng ta có thể lướt T cộng được đây ví dụ đây là một điểm lướt T cộng ở khoảng quanh vùng 23.6 tiếp tục đó, một điểm 23.6 lần thứ hai và sau đó thì tuần này thì cũng có xây dựng người ta các kỹ thuật lên vùng 25 ok đạt ở vùng 25.1 thập à 25.2 đó vậy thì chúng ta ở vùng 23.6, 23.7 thậm chí là vùng 24 đi chúng ta mua thì nó ăn lên được vùng 25.2 tức là chúng ta ăn được khoảng 1.2 một cổ phiếu thì đây là vùng cản mà thì các anh chị có thể chốt bớt đi và đây vùng 24, 24.4 đây lại là, là hỗ trợ rồi và ở phiên ngày hôm nay thì tiếp tích, tích lũy nó khá là tích cực ở đây và dự báo với cách tích lũy này thì như vậy tuần tới uh, tuần tới khả năng là cản 25.5 đó là vươn lại đây và đây là vùng cản rồi thì khả năng đến đây nó lại rung lắc đúng không anh chị và rung lắc thì chúng ta lại chốt bớt đi vậy thì khi chúng ta đã có vị thế thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tất cả các cái điểm vào đây là long và đây là sọt đây là long và đây là sọt đó ví dụ vậy rồi nhóm ngành thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép và các anh chị lưu ý này đối với thép ở trong thời điểm hiện tại lùng nhận diện thấy vào trên tuần ổn và rất có thể thép sẽ là một nhóm ngành các anh chị nhá lưu ý nhá sẽ là một nhóm ngành sẽ là một nhóm ngành kéo mạnh ở trong thời gian sắp tới lưu ý và chúng ta đang cầm thép thì chúng ta cứ ôm thép cho cá nhân đồng lên có thể tối ưu hóa bằng cách ở điểm cản kỹ thuật ngắn thì chốt bớt khoảng tầm 20 đến 30 phần trăm vì thế và tại các điểm hỗ trợ ngắn thì các anh chị long thêm 20 đến 30 phần trăm vì thế ok nha Hòa Phát ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có dự báo là cái biên ở đây là biên 23 28 2 2 à, có thể chỉnh cung về đây và mục tiêu thì chúng ta hướng về vùng cản 292 295 có hai lần hòa phát công về 29.5 cộng nhưng đến thời điểm hiện tại là chưa vượt qua thoát qua được nhưng cái cách tích lũy của nó thì lại rất ổn khi mà vùng 28.8 đến vùng 29 nó giữ được nên khả năng vùng 28.8 đến vùng 29 sẽ là vùng tỷ bật và ở trong nhịp này thì uh Hòa Phát đang có một cái nhiệm vụ ngắn thôi, khả năng thì trong tuần tới thôi, hồng đoán là trong tuần tới thôi nó sẽ về khoảng quanh vùng 31 đến khoảng vùng 31.5. Nam Kim lực cầu ở trong tuần vừa qua cũng tích cực và nó vượt lên trên cái đường mã 21 đây. Thì trong tuần trước á, cái tuần từ phiên giao dịch ngày 27 mà 31 tháng 5 thì cũng đã có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của Nam Kim đó là vùng 24 24. .5. 24.2 24.3 à đấy 24, 24 3 đây và từ đấy thì chúng ta dự báo là Nam Kim sẽ kéo lên vùng 26 và tuần này thì có hai cây nến giờ vượt lên trên vùng 26 đồng thời test tích lũy ở đây à nó lại hình thành được cái điểm đây này, này 253 255 và cây nến ngày hôm nay chạm vùng 253 rút chân lên đến vùng 257 tích cực và với 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 cách thức vận hành như thế này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục dự báo tuần tới Nam Kim sẽ hướng vùng 26 sau đó vùng 26.5 và rất có thể trong nhịp này Nam Kim sẽ bứt cản vùng 26.5 và khi cái vùng cản kỹ thuật 26.5 bị phá thì như vậy là Nam Kim sẽ chính thức là vươn lên những cái target cao hơn và Hùng sẽ phân tích cập nhật sau đó. Hoa Sen cũng xuất hiện lực cầu tốt và tích cực ở trong tuần vừa qua. Đây. Đó và các anh chị xem lại những cái bản tin tuần Hùng phân tích cái xu hướng của Hoa Sen ở từ tuần 27 đến tuần 31 đó các anh chị nha. Đó thì chúng ta đã lựa được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 21.4 của Hoa Sen và từ đây thì hùng hướng vùng 22.5 và đây là một cây nến giờ mà cổ phiếu Hoa Sen giúp cho hùng bứt qua vùng 2.5 đến vùng 23 nó kéo vượt lên và sau đó thì nó đang test lại ở trên vùng 23 cộng như vậy đây cũng là cái mô hình một cái mô típ đó một cái mô típ về mặt kỹ thuật các anh chị tức là kéo vượt cản và quay trở về test cản và đến thời điểm hiện tại thì À, chúng ta có cái vùng 24 là vùng cản cuối cùng trong nhịp này của hoa sen anh chị lưu ý như vậy vậy thì ở đây là nó bắt đầu nó phiên 6 này nó bắt đầu nó đánh nháp nhịp một này và nó lại dừng lại nó tích lũy và nó tích lũy trên vùng 23 cộng ở đây rất là 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 ổn áp đấy đó và với cách tích lũy như này thì sớm muộn thôi hoa sen sẽ đánh bứt cản 24 để mở chen và khi mà hoa sen bứt vùng cản 24 cộng rồi thì khi đó là biển trời mênh mông ở phía trước của hoa sen rồi nó không còn cái gì ở phía trước nữa đâu cổ phiếu VGS như Hùng đã có phân tích đó là VGS đã vào trên tuần từ rất lâu và rất sớm đó và cái câu chuyện là sớm muộn thì thôi thì VGS cũng sẽ về vùng 4x và trong tuần vừa qua thì như vậy VGS tiếp tục công lên được một cái target tiếp theo ở vùng 38 đây anh chị nha vượt vùng 38 thì chúng ta sẽ cho chỉ dẫn về 40 và hiện tại thì như vậy là sau khi mà chạm vùng 38 thì nó đang phải tạm thời nó nghỉ ngơi và nó tích lũy lại ở trên vùng 36 cộng thì cái cách tích lũy này cũng là tích cực anh chị nhá <laughs> là tích cực và kỳ vọng nó sẽ tích lũy trên vùng 36 cộng tiếp tục bứt vùng 38 và hướng về vùng giá mục tiêu 40 cổ phiếu TLH à, thì là một em pen của nhóm thép Tuy nhiên là em này thì khi mà nó chạy thì em chạy cũng khá là hay đó đó à, tuần vừa qua mục tiêu ở vùng 8.3 vùng 8.5 thì lên được vùng 8.4 rồi và nó quay về nó test cung như vậy tuần tới ở vùng 7879 ở đây đó, à, test tích lũy thành công mục tiêu thì vẫn như vậy thôi 83 85 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi <laughs> phân tích <thi> <laughs> tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì trong cái thời gian vừa qua thì bất động sản dân cư nó chia thành hai tốt top một là một số các mã cổ phiếu đã kéo khá là <laughs> khá là tích cực rồi ví dụ như HDG HDC Nam Long KDH còn cái top 2 là top chưa kéo ví dụ như là cổ phiếu DG đất xanh Novaland đó thì một số sell đấy là top 2 các mã cổ phiếu chưa kéo thì uh, cái nhóm ngành bất động sản uh, dân cư này thì trong trường hợp về mặt ý đồ tạo lập VNI của chúng ta mà vượt thoát VNI của chúng ta mà vượt thoát lên trên vùng trên vùng 1 ngàn ba trên vùng 1 ngàn ba các anh chị nhá thì khả năng cao là bất động sản dân cư nó cũng sẽ tiếp tục kéo một nhịp nữa đấy sell trong tuần chúng ta có dự báo vùng 18 năm 18.6 và cản kỹ thuật ở đây là vùng 19.5 thì lên được vùng 14.4 và nó đang quay trở lại test hỗ trợ thì đối với cổ phiếu sell uh, trong ngắn hạn thì khả năng nó cũng chưa chưa có nhiều các yếu tố đột biến cho nên là tiếp tục vùng 18 năm 18.6 tích lũy thêm trong trường hợp nếu có nhún thì có thể là sao nó lại đây này các anh chị nó có những cái điểm test lại có thể sát ở vùng 18.2 thì chúng ta sẽ quan sát thêm mục tiêu ở trong ngắn hạn 19.5 điểm xa hơn sẽ là vùng 20 cổ phiếu Hà Đô HDG <laughs> HDG trong nhịp vừa qua thì Hà Đô cũng đã có một cái nhịp chạy tích cực khi mà nó cũng đã vươn suy soát đến cái vùng target kỹ thuật ở vùng 36 Tuần này chúng ta có dự kiến ở vùng 323.5 test tích lũy thành công vùng này thì mục tiêu là break đỉnh 36. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì nó cũng chỉ mới đạt lên được đến vùng 35 cộng. Và hiện tại thì nó đang test tích lũy ở vùng 33.5 đến vùng 34. Cách test tích lũy này khá là tích cực. Tuần tới thì dự điểm này còn sâu hơn thì vẫn phải về vùng 323.5. Kỳ vọng test tích lũy thì mục tiêu là ngắn hạn đánh vượt vùng 36 và khi vượt vùng 36 thì chỉ dẫn tiếp theo sẽ là vùng 4x. HDC mà hiện tại đang ngắm cho một cái trend kỹ thuật dài các anh chị chú ý như vậy trend kỹ thuật dài và ông cũng đã khuyến nghị trong tim của cá nhân ông lê à, thu gom rồi và ý nữa là hiện tại đây các anh chị nhìn thấy này trong phiên 27 tháng 5 á, nó có một cái biên và thậm chí là lùi lại phiên ngày 20 nữa thì nó có một cái biên 30 30.5 30.7 hết sức là tích cực ở đây thế thì có thể là tuần này tuần tới này thì như vậy là HDC sẽ tiếp tục quay về À, cái điểm hỗ trợ cái tuần này và test tích lệ thành công vùng này à, các anh chị thu gom thêm ở à, vùng này và lưu ý là đánh dài gom dài tức là cái, các vị thế chúng ta thu gom chúng ta phải thu gom rất là dài mục tiêu trong ngắn hạn đó là có cái cản 33.5 đến vùng 34 và khi nào mà HDC bứt được cái vùng 34 cộng thì cái đó chúng ta sẽ có một cái hành trình hành trình phân tích rất là dài sau đó nó giống như con đạt phương ấy. một con đạt phương thì vùng phân tích cũng rất là có duyên với con em đó <laughs> gặp đạt đỉnh cái target rất là cao Nam Long trong tuần thì chúng ta có dự kiến là gì? ở à, Test tích lũy ở quanh vùng 3 5 và hướng về target kỹ thuật 46 và khi mà Nam Long mà bất được vùng 46 cộng thì khi đó chúng ta để tiếp tục phân tích. Trên thực tế thì Nam Long về được 45+ và hiện tại thì như vậy là Nam Long lại đang quay có một cái nhịp này nó hơi hơi đuối một tí. Đó. Và với cách thức là hiện tại nó tích lũy ở quanh vùng 4, 2 5 nhưng khả năng cao sẽ là vùng 42 hoặc là vùng 41.5 trong trường hợp tích lũy tích cực ở trên vùng 41.5 cộng đây. Thì tuần tới chúng ta lại tiếp tục hướng ở đây vùng 4.5 đến vùng trong năm vùng 45 KDH ở trong tuần vừa qua cũng có một nhịp đẩy tích cực khi mà nó hoàn thành hoàn thành target kỹ thuật các anh chị hoàn thành target kỹ thuật lên đến vùng 38 rồi target rất là cao đó thì như vậy thôi à, xu hướng của KDH thì cũng đã báo với các anh chị rồi đầu tiên nó sẽ công về vùng 37 sau đó hướng vùng 38 và tại vùng 38 này là vùng cả kỹ thuật thậm chí là thời điểm 38.5 nó đang quay trở về nó test và <laughs> phiên ngày hôm nay test tích cực ở trên vùng 36.4 cộng và hiện tại thì nó lại phục hồi lên được trên vùng 37 rồi và với cách chỉ dẫn như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục dự báo ở vùng 38 38.5 tuần tới nó sẽ tiếp tục quay lại đây và cái cách tạo lập ở cái vùng cả cái tuần này như thế nào thì chúng ta sẽ phân tích tiếp Đạt Phương đấy Đạt Phương cũng là một cái mã cổ phiếu cái tính tạo lập của nó rất là là happy đấy ở đây thì chúng ta thấy rằng là Uh, cái cảm kỹ thuật của nó quanh vùng 60 và tuần này thì nó đạt lên đến vùng 60 chấm mấy này, 61 rồi các anh chị nhé Đó. Tức là cái cách đi nó cứ đi từ từ nó cứ lầm lũi nó đi lên vậy thôi và chính thức là với target 6x là một target rất là 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 là, là, là mắc của của Đạt Phương rồi. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là <laughs> quanh vùng 60 thì nó chỉnh cung này và cái cách chỉnh cung của Đạt Phương hiện tại cũng đẹp. Đấy, ở đây là chúng ta thấy rằng vùng 57 nó tích lũy tốt này và phiên ngày hôm nay thì thậm chí là nó chỉ lừng khừng ở trên vùng 58 thôi và rất có thể với cách thức như này thì tuần tới đạt phương lại lại tiếp tục đẩy lại ở trên vùng 60 cộng ở đây và chúng ta xem nào trên trang cái tuần ngày thì đạt phương có thể hướng về đâu đó khi mà bứt được qua vùng 60 rồi thì có thể đạt phương nó sẽ tiếp tục mở một cái chen ở trên này không biết chừng được đâu nên là cái xu hướng đạt phương hiện tại cũng đang rất là ok cổ phiếu đấy g sao mãi lại ấm ở thế này nha hơi ấm ở 27.5 27.7 và dự báo target ở vùng 29.6 lên được đến vùng 20 chiếc vùng 29 thì quay trở lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 257 hay 275 277 tuần này thì nó đang đang đi như thế này khá là khó để mà dự báo bởi vì tín hiệu đường mát nó đang cắm xuống này thậm chí đang đi ngang nó hơi cắm một tí thế thì vùng 27.5 trong trường hợp nếu bị nhún qua cái này thì có thể phải tính toán thêm ở đây này vẽ sẵn rồi tám đến khoảng quanh vùng 27 và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về vùng cản kỹ thuật 29 tích lũy thành công ở điểm đó thì thực ra thì <laughs> DG thì nó cũng chỉ vòng vo vò đấy thôi và sớm muộn gì thì, thì nó cũng sẽ đánh break lại ở vùng 29 đến khoảng quanh vùng 29 chín đến khoảng quanh vùng 30 thôi cứ yên tâm DG thì chúng ta không sợ đất xanh anh thìn râu trong tuần vừa qua long lên được phát rồi lại nhúi phát này chết chờ đúng không vùng đó là kỹ thuật 16 năm 16 6 cả kỹ thuật ở đây là vùng 17 năm lên được được đến xoan quanh 17 4 lại quay trở về test cung như này như vậy tuần tới lại gì lại 16 năm 16 6 test đi thành công lại 17 4 17 năm Novaland trong tuần thì có một điểm đánh uh, tích cực ở phiên giao dịch của ngày 3 uh, và sau phiên đó thì như vậy là Nam Long uh, Novaland lại quay trở về uh, quay trở về đây là vùng 14 14 6 uh, phiên ngày hôm nay thì ngập ngừng Nói chung không tăng không giảm kỳ vọng tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là ở trong ngắn hạn trong ngắn hạn thì Novaland sẽ hướng về quanh vùng cản 15.5 dự dự như vậy PDR PDR trong thời gian vừa qua thì chủ yếu cũng sideways ở trong biên hẹp hỗ trợ 25 252 thì trong tuần vừa qua test vùng 254 cản mục tiêu ở đây vùng 26 xa hơn sẽ là vùng 268 đến vùng 27 thì nó lên được đến vùng 26 5. 26 năm và điểm 1 điểm 2 Nói chung là bứt lên được vùng 26 năm 25 26 thì nó không thể có động lực vượt qua và nó quay trở lại test cung như vậy tuần tới có hai vùng dự kiến chỉnh cung mục tiêu vùng 25.5 điểm sâu hơn thì ở đây vẫn là vùng 25 25 2 kỳ vọng test tích lý thành công thì như vậy thôi sau khi test tích lũy thành công ở điểm hỗ trợ thì chúng ta lại hướng về à, vùng cả kỹ thuật mục tiêu ở vùng 268 đến khoảng quanh vùng 27 nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì đối với nhóm ngành chứng khoán ở trong tuần vừa qua một số các mã cổ phiếu cũng hoàn thành được cái target mục tiêu đồng thời thì nó cũng có những cái điểm test hỗ trợ tạm tạm được mã cổ phiếu VCI ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ 4747.2 và hướng về target mục tiêu 49 và trong tuần vừa qua thì nó đạt lên được 49.7 suy soát vùng 50 và nó bắt đầu nó quay trở về chỉnh cung như vậy tuần tới ở đây thì nó đã có một điểm test 48 này và nó đang rút chân lên. Đấy. Thì nó cũng song trùng với cái điểm test kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần trước đó các chị thì khoảng quanh vùng 4 có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng ở khoảng vùng 47.8 đến khoảng quanh vùng 48 ở đây. Đó, test tuy thành công thì ta ghen mục tiêu vẫn là vùng 50 và xa hơn sẽ hướng về khoảng quanh cả 51. <laughs> cổ phiếu HCM vùng hỗ trợ kỹ thuật 283,285 ở đây và target kỹ thuật thì hướng về vùng 30 và trong tuần thì cũng được xin soát vùng 30 anh chị nhé và khi đến vùng cảng kỹ thuật ở đây thì HCM quay trở về động thái chỉnh cung như vậy là vùng 28.5 điểm xa hơn á à, đây thì chúng ta lại tiếp tục vùng 283,28.5 kỳ vọng HCM uh, test tiếp thành công ở vùng này đảo lo thì như vậy target kỹ thuật là vùng 30 đấy chứng khoán nó khô khan lắm anh chị <laughs> quay đi quần lại thì chỉ có phân tích mấy cái điểm kháng cự cái điểm hỗ trợ thôi chả có việc gì để làm ạ rồi cổ phiếu SSI, trong tuần dự kiến ở vùng 34.5 điểm sâu hơn sẽ là quanh vùng 34 34 3. Và tác các kỹ thuật thì như vậy là trong tuần vừa qua bên này vùng cản này. ở à, à đây cản đây thì như vậy là tuần này thì HCM, ASA cũng hướng được cái vùng cản 35 năm đến vùng 36. Và tại vùng cản này thì động lực nó chưa có và nó bắt đầu nó lùi lại tích lũy. Điểm tích lũy khá đẹp ở vùng 35 2 35 3, 3. kỳ vọng tuần tới test những thành công vùng này. Thì mục tiêu sẽ bứt cản 36 và hướng lại vùng đỉnh đỉnh cũ ngắn hạn ở trong nhịp này của NDI có thể hướng về quanh vùng 37. Cổ phiếu VND ở trong tuần này chúng ta có dự báo gì ạ? Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật 17 4 17 6 và target mục tiêu thì hướng về vùng 18.8 đến vùng 19. Trên thực tế thì đi về đến vùng 18.4 và nó bắt đầu nó quay về nó chỉnh cung ở đây các anh chị này, 17 8. Như vậy thì tuần tới lại như vậy thôi, 17 4, 17 6 17 8 kỳ vọng test thì thành công của vùng này ta mục tiêu là vùng 18.8 đến vùng 19 đấy mà Nhung có nói là chứng khoán nó khô khan như vậy anh chị <laughs> FTS ở đây có vùng cảng kỹ thuật 46.5 đến vùng 47 này thì khi mà chúng ta có phân tích dự báo tuần này thì khi mà chạm vùng cả này thì FTS dự kiến sẽ test lại vùng 44 nhưng trên thực tế nó không có test anh chị nhé không có test và nó <laughs> nó kéo luôn thì hiện tại bây giờ nó lại đang kéo vượt trên cái vùng cảng kỹ thuật là 46.6 vùng 7 đây và phiên ngày hôm nay nó test lại trên vùng 46 cộng 46, 46 cộng, cộng thì với cái cách thức vận hành như thế này thì có thể là FTS sẽ hướng vào vùng 49 đến vùng 50 trong trường hợp thuận một tuần tới mà nhóm ngành chứng khoán kéo thì FTS nó cũng kéo nhanh lắm. và con này nó chỉ cần một hai cái nến kéo là nó có thể vượt lên được đến trên cái vùng target đó SSS ở trong ngắn hạn thì xu hướng cơ bản vẫn là tích lũy các anh chị nhỉ trong vùng 18 18.2 và tất cái thuật thì hướng về vùng 19 3 19 năm này trong tuần vừa qua thì về được đều đâu đó vùng 19 nhỉ tiếp tục lại quay trở về vùng 18.5 test tích lũy như vậy thôi lại tuần tới lại vùng 18.5 18.5 test tích lũy hoặc điểm sâu hơn thì lại vùng 18 18 2 đó rồi mục tiêu thì vẫn như vậy thôi 19 3 19 năm, xa hơn nữa là khoảng quanh vùng 20 AGR trong tuần không về đến cái điểm test hỗ trợ ở đây đâu và như vậy là AGR tiếp tục cái hành trình mục tiêu là công về 22.5 cộng nó lên được đến vùng 22.3 và bây giờ nó đang ngập ngừng ngập ngừng đi ngang tóm lại là sideways ở quanh vùng 21.5 cây đến giờ kết thúc viên ngày hôm nay thì khá đẹp khi mà cổ phiếu đóng cửa được ở mức cao nhất phiên và nó phục hồi lên trên vùng 21.5 và với đài hiện tại như này thì như vậy là chúng ta sẽ dự báo là gì Tuần tới thì nó sẽ hướng về vùng cả kỹ thuật 22.5 Trong trường hợp break được vùng 22.5 thì đâu đó à, cái target kỹ thuật của agr sẽ hướng về cản tiếp theo đó là vùng 24 VX ở đầu tuần thì nó đánh khá là tích cực nhưng mà cả các phiên cuối tuần thì nó lại đang có xu hướng test trả lại các thì đối với VX ở đây nó có một vùng cản chéo này, chúng ta có dự báo là test về khoảng quanh vùng 7 8 rồi bật lên ở khoảng vùng 18.8 đến vùng 19. Trên thực tế thì nó lên được đến vùng 18.7 và nó lại quay trở về test ở đây. Thế thì uh, tuần tới uh, đẹp thì nó sẽ test lại ở khoảng vùng 17.9 đến khoảng quanh vùng 18. Nói chung là anh quanh vùng 18 đây. Kỳ vọng test như thành công như vậy thì chúng ta lại hướng thôi. Ta cái cái lại vùng 18.8 đến vùng 19. cổ phiếu VDS một mã tạo lập tương đối là tích cực trong nhóm ngành chứng khoán và thường xuyên theo dõi động thái của nó trong tuần vừa qua thì chúng ta vẽ ba quạt này dự báo vùng 23 23 5 vùng 24 test tích lũy trở lại nhưng trên thực tế thì nó test ở trên vùng 24.5 ta các cái thuật vùng 26 và về cơ bản thì trong tuần vừa qua VDS đi ngang như vậy tuần tới không thủng vùng 24.5 tiếp tục mục tiêu công vùng 26 đến vùng 27 ORS À, dự báo vùng 15.8, vùng 16 là biên hỗ trợ cả kỹ thuật vùng 16.6 Thì như vậy là về cơ bản trong tuần vừa qua thì nó suy sát đến vùng 16.6 Và uh, ORS thì nó cũng như vậy thôi Tuần vừa qua chủ yếu nó là tích lũy Sideway đi ngang Như vậy tuần tới lại tiếp tục vùng 15.8, 16 Kỳ vọng test đi thành công thì ta các kỹ thuật 16.6 Sau đó hướng về vùng 7, 17.4 CTS uh, dự báo điểm test 1 ở vùng 41.5, vùng 42 Điểm 2 là vùng 40 Trên thực tế thì nó chỉ uh, test ở quanh vùng 43 thôi và target kỹ thuật thì chúng ta hướng về vùng 45 và trong tuần vừa qua thì chính thức là 45 trên 45 thậm chí có thời điểm suy soát vùng 46 và hiện tại thì CTS đang quay trở về chỉnh cung test lại đây và điểm test kỹ thuật ở đây đó là vùng 43.5 test tích lũy thành công ở điểm này thì như vậy tuần tới chúng ta tiếp tục mục tiêu 45 điểm xa hơn sẽ là vùng 47 cổ phiếu MBS à, MBS ở đây chúng ta có dự báo vùng một đợt kỹ thuật ở quanh vùng 32 cộng trừ 32 cộng trừ và cản kỹ thuật là vùng 34.5 thì trong tuần vừa qua MBS chính thức hoàn thành target kỹ thuật tiếp theo vùng 34.5 và đang quay trở về chỉnh cung test tích lũy tuần tới test ở vùng 32.5 vùng 33 kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy chúng ta sẽ hướng về vùng 34.5 và cản xa hơn của MBS ở trong nhịp này đó là vùng 36.5 đến khoảng quanh vùng 37 Ok các anh chị nhé Rồi và như vậy thì bản tin tuần thì các cái mã cổ phiếu thì tạm thời chúng ta sẽ phân tích như vậy và các anh chị em mà chúng ta quan tâm thêm những cái mã cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần để hùng sẽ có cái sự phân tích và uh, chúng ta sẽ uh, trên cái tinh thần đó là chia sẻ đúng không ạ các anh chị chia sẻ để chúng ta lớn hơn và học tập thì bản thân cá nhân của hùng cũng như vậy thôi hùng cũng vào rất nhiều các cái room của các anh chị em gọi là cao thủ để mình học và cái quan điểm hùng là học nữa học mãi. Và cái kiến thức ở trên thị trường chứng khoán thì nó là vô cùng, vô cùng lớn các anh chị. Nó không nó rất là nhiều các cái biến số và chính vì như vậy nên là chúng ta phải miệt mài học tập các anh chị. Và kiến thức ở đâu thì tiền nó sẽ ở đó. Khi chúng ta có một cái kiến thức kinh nghiệm nó tốt thì chúng ta sẽ kiếm được tiền. Còn nếu các anh chị vẫn cứ nghĩ rằng cái bộ môn chứng khoán nó là một cái môn phụ hoặc là cái bộ môn chứng khoán nó là một trò chơi bịp bợm cờ bạc thì mãi mãi chúng ta vẫn chỉ là cờ bạc. Thế còn ta xác định rằng thị trường chứng khoán là một cái kênh đầu tư uh, cho trung và dài hạn, uh, hết sức là tích cực thì như vậy là chúng ta sẽ trưởng thành. Đó. Thế thì chốt lại trong bản tin tuần ngày hôm nay thì ông sẽ view lại một cái điểm mình đã có phân tích ngay từ đầu phiên, đó là cái mô hình cánh cờ của chỉ số VN30 và tuần tới sẽ là một cái tuần rất quan trọng gọi là tuần bản lề để xác nhận xem là chỉ số VN Index của chúng ta có vượt thoát được vùng 1300 điểm hay không. Thì ở đây cánh cờ nó xuất hiện được ở trong phiên giao dịch của ngày 22 tháng 4 và điểm đỉnh cờ là 1320 trên chỉ số VN30 sau đó thì chiều VN30 có một cái điểm test xuống và nó test lại ở vùng 1260 và tuần này thì tuần này là một cái tuần cũng là tuần bản lề đó vì sao nó lại như vậy bởi vì tuần này nó chính thức nó xuất hiện một cây đến giờ và nó bứt được qua cản chéo và vượt lên trên vùng 1290 và có lực kéo các anh chị có lực kéo tích cực có lực kéo tích cực khá sát ở đây rồi sau đó nó đang có những nhịp quay trở về chỉnh cung và test lên thì như vậy là gì trong trường hợp tuần tới nó đẹp thì nó sẽ test lại cái anh chị đẹp trên vùng 1290 cộng ở đây nó hoặc nếu mà xấu xấu hơn một tí thì có thể là gì có thể là nó test lại kênh xu hướng ở đây đó thì cả hai cái điểm test này theo quan điểm của hùng là nó đều là tích cực đó, nó đều là tích cực và sau khi mà nó test tích lũy thành công và đảo long quay trở lại và chúng ta nhìn thấy là thị trường của chúng ta sẽ có các cái dòng trụ lực nó kéo ví dụ banh kéo ví dụ chứng khoán kéo ví dụ bất động sản dân cư kéo hoặc ví dụ trụ kéo à, nó có những dòng trụ lực như vậy nó kéo thế thì đó sẽ là những cái góc nhìn và những cái điểm à, điểm view rất là quan trọng để chúng ta có thể dự báo là gì à, chỉ số vn30 trước mắt à, trước mắt sẽ là vùng 1322 điểm tức là nó sẽ à, nó sẽ nó sẽ tiệm cận lại đến à, nó sẽ tiệm cận lại đến cái điểm 131322 đó nó sẽ tiệm cận lại đến cái điểm mà cái điểm mà chỉ số VN30 đã tạo được ở trong phiên giao dịch của ngày 20 tháng 5. Đúng không anh chị? Đó, đây. À không, 20 tháng mấy đấy này Tháng 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 5 đúng không nhỉ? Đó, đâu đó ở đây này, anh chị đó, cái điểm này. Thế thì nó sẽ nó nó sẽ quay trở về đây và trong trường hợp sau khi nó về đó rồi mà nó xuất hiện được một cây nến giờ, đúng không ạ? Rồi, cây nến giờ xanh rồi sau đó nó test lại ở trên vùng 1320 và Nhung đã có view cho các anh chị hoặc ít nhất là nó sẽ test lại ở trên vùng 1315 đến vùng 320. Test đi thì thành công đảo long nhịp hai thì À chắc chắn rồi, chắc chắn là thị trường của chúng ta sẽ vượt đỉnh. Đó. Thì một vài các cái góc nhìn như vậy để các anh chị em của chúng ta sẽ tham khảo. Và bản tin tuần uh, xin phép được tạm dừng tại đây và xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư.